trong tiếng Nhật là Arigato. Cảm ơn và Nihongo de nani? Cảm ơn trong tiếng Nhật là gì? Arigato desu. Là Arigato. Yuru, nan de Nihongo benkyo suru? Vào buổi tối, bạn học tiếng Nhật bằng gì? Smaho de benkyo shimasu. Tôi học bằng smartphone. Yuru, nan de Nihongo benkyo suru? Và buổi tối bạn học tiếng Nhật bằng gì? Hôn để bên kia Tôi học bằng sách. Để phô tôi ngôn được Bạn viết báo cáo bằng tiếng Anh à? Ie, nhì hôn cô Không, tôi viết bằng tiếng Nhật. Để phô tôi ngôn được Bạn viết báo cáo bằng tiếng Anh à? Hai, ế cô để khắc kì Vâng, tôi viết bằng tiếng Anh. Bạn gọi điện thoại cho bố vào lúc nào? Tôi gọi điện thoại cho bố vào buổi tối. Bạn gọi điện thoại cho bố vào lúc nào? Tôi không gọi điện thoại cho bố. お母さんの誕生日に何をあげた,バたんいお花をあげました。たお母さんの誕生日に何をあげた,た母にお菓子をあげました。た誰にメールを送ったバン tôi đã gửi cho giám đốc bạn đã gửi mail cho ai tôi đã gửi cho thầy cô giáo bạn đã nhận quyển sách này từ ai tôi đã nhận được từ thầy cô giáo ]誰にこの本をもらった? Bạn đã nhận quyển sách này từ ai? Trung tâm. Tôi đã nhận được từ trung tâm. ]お誕生日に何もらった? Bạn đã nhận được gì vào ngày sinh nhật? ]自転車をもらいました. Tôi đã nhận được chiếc xe đạp. ]お誕生日に何もらった? Bạn đã nhận được gì vào ngày sinh nhật? お花をもらいました。とりあえんどくはだれに漢字じならったばんはくちゅうはん từ あい先生にならいました。とりあえんときは友だちにならにいました。とりあえんときはお金かりた Bạn đã mượn tiền của ai vậy? 銀行から借りました. Tôi đã vay tiền của ngân hàng. Đó là nhiều tiền này Bạn đã mượn tiền của ai vậy? 友達に借りました. Tôi đã mượn tiền của bạn. Bạn đã gửi hành lý đến Nhật chưa? Ừ, chưa chưa vẫn chưa gửi mổ ny hôn em mô tố gật ta bạn đã gửi hành lý đến nhật chưa hai kino krimasta vâng tôi đã gửi từ ngày hôm qua rồi một sư kudaio bạn đã làm bài tập về nhà chưa hai mô wari mastà vâng tôi đã làm xong rồi mô sư kudaio bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Chưa, tôi vẫn chưa làm. Cùng nhau ăn cơm nhé. いいですね。Được đấy nhỉ. Cùng nhau ăn cơm nhé. Xin lỗi, tôi e rằng không được.